Trời. Nó dính cái con chim đó nè anh em. Rồi hello anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cho anh em xem mình đi nhổ câu ếch vào lúc 3 giờ sáng các bạn. Thì hổng gài thì mình cầm trúng đó các bạn. Một đêm là 10 kg, 9 10 kg không các bạn. Mà cho mình đi bán các bạn, mình cầm đi bán nên nó đi sớm nên không quay cho anh em xem được. Chứ phần mình cầm số lượng nhiều các bạn đi cho nhanh về. Còn bán nữa để chứ quay đi lâu lắm bạn ơi. Thì hôm nay mình quyết định quay cho anh em xem luôn. Thì hôm nay mình cầm bằng 500 cân các bạn. Thì biết dính nhiều hay không. Hôm nay mình cầm được nước giữa các bạn ơi. Không gài cặp ở đây. Đây cần đầu tiên các bạn. Ôi dạ. Cần đầu tiên thấy sảy các bạn. Sảy. Đây dính nè bạn. Đây dính nè bạn. Dính nè mấy bạn. Nằm đây bạn. Nó nằm đây không? Toàn sấy đó mà chuột ăn à. Chuột này lộng hành các bạn, nó ăn luôn, nó lôi luôn con ếch mình luôn. Này dính rồi. Mệt rồi. Này dính rồi mà. Dính nha bạn. Đó, nhẹ nhẹ nha. Dính nha bạn. Thì dính rồi mà. Hôm qua mình đường này hết nước bạn, ai về tối nước lên buồn thiệt chứ. Mình dính mà. Thôi mình cắm đường này luôn ngon rồi bạn. Ok mình tới đường thứ hai bạn, đường đầu tiên mình cầm ít xỉu rồi bạn, mấy cân à. Rồi chưa gì tới sảy nè bạn. Đây dính nè bạn. Tại mình cắm nhiều quá bạn ơi. Nên mình quay một số cần cho anh em xem thôi. Dính nữa nè bạn. Nào mình về á mình tổng kết mình quay lại cho anh em coi mình cầm hôm nay được nhiêu ha. Nè bạn dính nè. Chỗ nào có ếch đó bạn mà người ta xả nước ra bạn. Xả nước ra cái ếch nó dồn lại đường nước giữa rồi. Dính nha bạn. Nó dồn lại được nước giữa. Tại không có nước mà. Tối nó lại nó uống nước kiếm ăn. Nên mình cầm dính nhiều bạn. Sảy bạn ơi.
chín nè bạn. Mình quay hết đường này xong rồi mình tắt ha anh em. Tại vì nhà cái mình quay kết quả cho anh em xem ha. Không biết gì anh em ơi. Dính này nè anh em. Hãy chốt cái này nấp trong này nè. Nó nấp lên nè ha. Đây dính nữa nè anh em. Nó dính cái con chim đó nè anh em. Thấy không? Nó không dính cái miệng mà dính chim. Phải, nếp này nhỏ. Cái mang đi ra luôn. Số con này thành thái giám mà. Dính nè anh em. Chín luôn anh em ơi. Đây dính luôn rồi nè. Hôm nay mình được bọc nhiêu các bạn? Để mình căng cho bạn xem ha. Nặng quá. Mười ký các bạn. Video clip của mình đến đây cũng kết thúc. Tạm biệt các bạn nha.